bữa sáng cả nhà. Em Thư xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui vừa được gặp lại mọi người trên kênh Anh Thư Family và Cuộc Sống tại Thụy Điển. Ngày hôm qua đã đem mấy đứa nhỏ xuống nhà ông bà nội chơi á, xong rồi cái ông bà nội giúp giữ cháu để cho em Thư với lại anh Mít đi gọi là sao ta, đi trốn con, đi hẹn hò riêng á, lâu lâu đi hâm nóng tình cảm lại với cả nhà. Thì tối hôm qua đó hai đứa mình đi xem phim, xong rồi đi ra ngoài ăn tối riêng tư với nhau. Bây giờ là đang trên đường để đi xuống nhà ông bà nội tiếp để đi rước mấy đứa nhỏ. Thì hồi sáng này dậy là em Thư cũng đã chuẩn bị, cũng đã hầm gà rồi, nấu một cái nồi lẩu gà hầm với lại ớt xanh đó cả nhà mình, nhưng mà không có dám bỏ nhiều, chỉ bỏ hơi hơi thôi, tại vì cái ớt nó cũng không có bị bể ra đó. Thì mình nấu lên nó nghe thơm cái mùi ớt là nó không có bị cay. Có thêm nấm nữa, thì lẩu gà nấu nấm ớt ớt xiêm xanh đi, gọi là vậy đi ha cả nhà mình ha. Tại vì nói với bà nội là thôi bà nội giúp giữ cháu rồi thì chắc cũng mệt rồi, thôi để thời gian nó chơi với cháu đi, để em Thư đi nấu đồ ăn đem xuống ngày hôm nay đi, rồi cả nhà mình ăn chung, rồi để xem có cái món lẩu gà này nó có ngon hay là không nữa, tại vì ông bà nội cũng chưa có được thử cái món này, ăn cái món này bao giờ á. Chú lại làm cho mấy cái đồ chơi này nè cả nhà. Hồi xưa đó, hồi cái thời năm 2000 chín mấy 2000 rồi đó, ở trong trường học hay có mấy cái mình đi mua mấy cái giấy búp bê giấy về, cái mình tự mình gắn tóc giả vô nè. Thì bây giờ cho mấy đứa nhỏ nhà em Thư đó, nó trở về cái cảm giác hồi xưa ba mẹ cũng chơi như vậy nè. Nhưng mà tụi nó được modern hơn là chú ép lại thành plastic lại cho nó cứng luôn rồi nè. Như vậy á hả, cầm nó sẽ dễ chơi hơn á. Lost nè. Hey, farmo. Để thuốc cà bóc cả, xong rồi lost nè. Cái đồ cột tóc của con đâu rồi? Sao con thả ra rồi cái tóc con nó bù xù lại nữa rồi? Ok, mình ăn cơm xong đi rồi á hả? Chơi tiếp nha. Đây là cái nồi lẩu gà, gà nấu nấm. Thì em Thư đã chuẩn bị xong hết trơn rồi nè. Bây giờ là chỉ đợi nó nóng lên thôi là mời cả nhà đi vô ngồi bàn ăn liền luôn. Nào mẹ, em mua 5 con thức. Mẹ, con yêu mẹ. Chị hai á là thích ăn cái nấm kim châm này nè ông bà cô chú anh chị ơi, cho nên nó hả em Thư mua cái nấm này cho chị hai. Chị hai khoái lắm, chị hai nói mẹ mua nấm con thích, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ. Trời ơi yêu quá à. Giỏi quá, giỏi quá Lít ơi. Bây giờ chú Lót sẽ cho cái thịt gà đi vô trong cái nồi lẩu á, tại vì em Thư có hầm cái gà rồi, sau đó còn cái này á là kiểu mà thịt gà phi lê á thì mình bỏ vô mình nhúng lẩu sau. Lẩu ngon quá à, Lít có đói bụng chưa? À sao chị hai? Lẩu có gì? À, mẹ ngồi bên đó hả? Ok con. Yeah.
còn phải trả làm khô cá một xót. Đây là cho là đây, cho là mơ này. Cái nồi lẩu này á là mình nấu bằng hai cái loại gà khác nhau. À, một con gà già với lại một con gà nó kêu là mai xích liễn, là con gà bắp á. À, người ta nuôi con gà này bằng bắp thì cái thịt của nó ăn nó màu vàng vàng, nó thơm ngon hơn và nó dai hơn là cái gà công nghiệp bình thường. À, rồi làm thêm hai cái dĩa gà phi lê nữa. À, tại vì có xương á, sợ ai không ăn được xương thì cứ lấy thịt gà phi lê ra mà nhúng vô ăn. Mà cái bếp của ông nội bữa nay sao nó kỳ quá. Nó chỉ có một bên lò nó nóng thôi, còn bên kia nó không có nóng lắm. Cho nên nãy giờ cứ nhúng vô mà nó không có chưa, nó thấy cảm thấy nó chưa có chín lắm á. Mà cái thịt gà mà ăn mà sống á thì không có tốt cho sức khỏe. Cho nên thôi em thường nói để bỏ hết cái phần gà phi lê vô trong cái nồi đi. Rồi bắt lên trên cái bếp điện ở bên kia, nấu lên cho nó chín hoàn toàn đi rồi ăn cho nó dễ, cho nó nhanh nữa, khỏi phải chờ lâu á. Trong gia đình nhà Dịch đó, có ông nội là khó ăn nhất nhà luôn. Ông nội không có biết ăn nhiều cái món ăn lạ đâu, cũng không có biết ăn nhiều gia vị nữa. Nhưng mà cả nhà mình xem clip á, thấy mỗi lần mà em Thư nấu đồ ăn gì đó, ông nội hưởng ứng rất là nhiệt tình. Là tại vì em Thư cũng cố gắng, giống như mình cũng nấu theo cái sở thích của gia đình của ông nội chút xíu á. Simon har slänt skärmen nu. De äter inte filen alls. De vill bara ha filé. Ja. Så de har inte inne med fiskor. Vilka då? Jag gillar det. Jag tycker när man kokar soppa eller gryta alltså, så man har lite ben. Tugga på det är mycket godare. Ja. Cái món lẩu gà ớt hiểm này á là hồi gần 10 năm về trước đó, khi mà em Thư đi về Việt Nam chơi á, xong rồi có đi du lịch ở miền Tây á, không nhớ là ở tỉnh nào nữa, cả nhà mình hình như là ở Long Xuyên hay là ở Cần Thơ vậy đó, không nhớ nữa. Nhưng mà vòng vòng ở cái khu đó đó thì được mấy người bạn đó dẫn em Thư đi ăn cái lẩu gà ớt hiểm này nè, ăn vô rất là thích luôn, tại vì rất là thơm cái mùi ớt hiểm mà nó hơi cay cay nhẹ nhẹ thôi. Khi mà mình cắn vô trong cái trái ớt hiểm á, nó thơm lắm mà nó không có bị cay hổn giống như cái ớt Thái. Nhưng mà do nấu cho ông bà nội ăn với lại mấy đứa nhỏ ăn á, cho nên em Thư cũng không có dám nấu nhiều cái ớt hiểm nữa. Cái ớt hiểm này là mang từ Việt Nam qua đó, mang từ năm ngoái đem qua bên đây nè, đem 5-6 kg ớt hiểm qua luôn rồi để đông đá ăn từ từ á. Thì cái ớt hiểm này nè rất là ngon, em Thư rất là thích ăn luôn. Cái món lẩu gà ớt hiểm này á, hôm qua đi chợ á, cũng mua được một cái hộp nước dừa tươi á, cho nên nấu bằng cái nước dừa tươi nó càng thơm ngon ngọt hơn rất là nhiều. Ja, det är det. 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 Ja
Kristoffer Fernand. Kristoffer Fernand är den norska nu. Jag har fel. Men han har fel bit på det. Han har fel sist. Ja, så får vi höja det lite grann. Vad är det? Kyckling eller höna? Vad skulle det vara? Det är filé. Ja, det är filé. De äter du som något? Lúc nãy ngồi ăn á, em Thư không có nghe rõ mà bây giờ chỉnh clip á, mắc cười bà nội quá. Tại vì ở chỗ tỉnh nhà bà nội á, không có mua được gà già, mà ông bà nội rất là thích cái kiểu mà gà già mà hầm lên ăn á, cho nên hôm nay em Thư mua gà già về hầm. Bà nội nãy giờ ăn toàn là gà với lại gặm xương rồi này kia thích lắm, cho nên nó hả móc cái miếng thịt gà phi lê lên, nó kiểu giống như là kia chưa có định hình lại, ủa cái miếng này miếng gì nãy giờ ăn kia thịt gà, mà cho nên hỏi ủa cái miếng này là cái gì vậy. Thì anh Mít với lại chú của tôi nhỏ mới kêu là cái nhà này là thịt gà phi lê mà nãy giờ mẹ ăn cái gì vậy, mà cái miếng gà mà mẹ hỏi cái miếng này là miếng gì. Ja, men den andra då? Vad sa du? Den är champion eller? Ja, den runda är champion. Ja, Holm Skidling heter det. Vad är det? Den är långa framför. Den långa vita. Den lilla. Jag tänkte lura på den här benen för det är små bitar här som inte sväljer någon last. Cái con gà bình thường, gà non á thì cái xương nó mềm lắm, nhưng mà cái này có gà già đó, cái xương nó hơi cứng chút xíu, cho nên anh Mít ảnh sợ á là Alice nó bị mắc cổ. Nãy giờ cả nhà mình có thấy không, chú của tụi nhỏ nè, rồi ông nội nữa húp nước sùm sụp luôn. Em Thư có nói á, là ăn lẩu á, là chủ yếu là mình ăn rau với mình ăn thịt mình nhúng đồ vô á, chứ mà mình húp nước nhiều quá với lại mình ăn bún nhiều quá thì sẽ no dữ lắm. Mà ông nội với lại cả nhà đó thì nói là cái nước lẩu rất là ngon, kiểu nó có nhiều chất ở trong đó đó, bỏ uổng đó, cho nên rất là thích húp nước. Du bò đây med magen igår, när vi fick smaka på duria, frukter. Ingenting. Ska du ha Sofia? Hon vill ha långa svamp. Och det blir mycket kött kvar. Nej, mycket kött till mig. Jag får ner den. Tänk dig. Nè, cho lít cái này nè. Cho lít cái cục đùi gà nè. Em rổ xuống cho sâu. Nó. Nó. Men har ju samma på den här grejen. Ja, men det var det. Jag tycker det är roligt för att åka. Nej, men den grejen är lite utav. Kan vi inte slå ihop de här två? Ja, det kan vi göra. Upp till 30 meter i sekunden. I morgon? I morgon. Ja. Det kan vi förse. Vi får stanna hos oss då. Vad då? Vi kommer dit, ja. Nej. Ja, men den var ju inte ny då, i så fall. Det var den just det. Har du inte haft med pappa? Varför står det GFK? Bollar och... Förra gången åt en sån doppagryta med nöt och räka. Jaha. Ja. Vad tycker men ni? Nöt, ja. Ja, och räka och olika.
Ja, jag är väldigt förtjust i hönor och sånt, tycker jag är gott. Tycker du, Lars, den här och den förut? Tycker du den här? Nej, det är gott det här. Vad sa det här till? Det blir bättre. À, mình quên nói cho cả nhà nữa là mình có làm một cái chén nước chấm, nước chấm chao có pha với lại cái bơ đậu phộng á, thì nó mặn mặn béo béo ngọt ngọt rất là thơm ngon. Thì chú với lại bà nội rất là thích cái món nước chấm này, thì mình nghĩ là lẩu dê thì có cái nước chấm đó, rồi vịt nấu chao thì vịt với gà chắc nó cũng như nhau, chắc cũng hợp với chao mà hợp thiệt luôn á cả nhà. Cái lẩu gà này chấm với lại cái nước chấm chao ngon lắm. Bà cháu bây giờ lại tiếp tục cắt dán nữa nè cả nhà mình ơi. Mấy bạn nhỏ này nó mê cắt dán dữ lắm, hình như vô ngay cái thời điểm mê cắt dán giấy rồi quá. Bao nhiêu cái cuộn băng keo là tao nói sạch bách hết với mấy bạn này à. Con làm cái giỏ đó đó hả? Vừa mới ăn xong á cả nhà mình, mà nghe ở trên tivi với trên radio nói là sắp sửa có bão tuyết kéo tới nữa, thì nhìn đâu ngoài đường một cái ha, tao nói hả, gió nó giật đùng 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 đùng, tuyết rơi quá trời luôn. Cho nên bây giờ anh Quốc ảnh đang soạn hộp cái nhỏ nhận qua đi xuống đây á. Bây giờ nhà dịch chuẩn bị đi về, đi tránh bão tuyết chứ không thôi nữa mà rớt tuyết nhiều nữa là bị dính ra đây luôn, không đi về nhà được luôn á. Bye bye bà nội, bye bye Farbu, thật phải giết bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại bà nội. Titta på henne, hennes ansikte kommer lite sur nu. Ja, tội nghiệp tin này quá à. Tuyết với lại gió quá chừng luôn, không có thấy đường mà chạy xe luôn đó. Thôi nhà dịch xin phép dừng video ngày hôm nay tại đây đi. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và bạn bè. À quên nữa, nhà dịch đổi giờ phát sóng vào 6:30 hàng ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye bye.